Kính thưa các vị đại biểu, ban giám khảo, ban tổ chức cùng toàn thể quý vị, và đầu tiên thay mặt cho các chị em nam nữ diễn viên của câu lạc bộ văn nghệ dân gian xã Ba Cốt xin được gửi đến các vị đại biểu, các vị khách quý, ban giám khảo, ban tổ chức cùng toàn thể quý vị lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc cho liên hoan chúng ta thành công tốt đẹp. Chương trình tham gia liên hoan hát quan họ và nghệ thuật dân gian huyện Tân Yên năm 2022 của câu lạc bộ văn nghệ dân gian xã Ba Cốt xin được gửi đến quý vị các tiết mục: một, làn điệu quan họ cổ cùng quan tế hồ biểu diễn tốt nam nữ; hai, hát văn ngồi buồn nhớ mẹ ca sư lời thơ Nguyễn Duy biểu diễn văn tuyển cùng tốt nữ; ba, làn điệu chèo quân tử vô dịch biểu diễn văn giang cô hằng; bốn, làn điệu quan họ cổ xin ra về biểu diễn tập thể nam nữ câu lạc bộ. Sau đây chương trình xin phép bắt đầu.
Thank you.
Thank you.
chia tay đôi ngả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
của câu lạc bộ